Hôm nay chúng ta học bài tiếp theo á. Hôm nay chúng ta học bài layout manager. Layout chính là cái đối tượng mà cho phép chúng ta sắp xếp các cái component trên đó theo một cái cách nào đó. Nó tùy vào cái layout mà chúng ta chọn. Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kiểu layout ha. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nè, chúng ta có bốn kiểu layout, đó là flow layout. Layout đầu tiên gọi là flow layout. Flow layout, được không? Rồi card layout, rồi border layout và brick layout. Không, mỗi layout nó có cái cách bố trí cái component trên đó khác nhau. Nhưng các bạn để ý là cái flow layout này cách bố trí của nó như thế nào nè. Những cái component trên đó thì được sắp xếp từ trái qua phải và theo từng dòng, đúng không? Đúng không? À, và khi hết một dòng thì tự động nó sao? Nó xuống dòng một cái dòng khác, đúng không? À, rồi còn cái card layout này á, thì những cái component của nó được sắp xếp giống như dạng như là một sắp các cái bộ bài, một sắp cái bộ bài, những cái lá bài nó chồng nhau, đúng không? Thì các bạn chỉ nhìn thấy cái lá ở bên ngoài thôi. Gì, các bạn muốn nhìn thấy những cái lá bên trong thì sao? Cái lá bên ngoài nó phải sao? Chúng ta lấy ra thì chúng ta mới thấy được cái lá tiếp theo, tức là tất cả những cái component nó được xếp chồng vào nhau ha, và tại một thời điểm chúng ta chỉ thấy được một component đó. Rồi còn cái border layout thì các component được sắp xếp theo các bạn thấy là theo năm vị trí, không? Đây là vị trí phía trên, đây là vị trí ở dưới, đây là vị trí bên trái, đây là vị trí bên phải, và đây là vị trí gì? Trung tâm, không? Đó, thì khi chúng ta thiết kế một cái giao diện thì chúng ta phải suy nghĩ xem cái giao diện của mình chúng ta sẽ sử dụng cái layout nào, đó. Khi chúng ta suy nghĩ ra cái giao diện thì chúng ta suy nghĩ ra được, à, chúng ta bố trí những cái component như thế nào, và chúng ta phải suy nghĩ xem, à, cái layout nào phù hợp với cách bố trí này, được không? Đó. Rồi còn grid layout, grid layout là theo dạng vòng và cột, ha, grid layout. Tức là component này ở được sắp xếp ở vị trí là vòng một cột một, đúng không? Còn cái này là vòng một và cột cột hai, đó. Nó sắp xếp theo grid, theo dạng lưới, dạng vòng và cột. Như vậy nếu như các bạn thấy là nếu mà chúng ta có một cái giao diện giống vậy, nè, nếu chúng ta có cái giao diện là vậy, à, đây là những cái nút nhấn, ở đây là những cái con số, à, đây là những cái nút nhấn, đây là những con số giống như cái calculator. Như vậy các bạn hãy nghĩ là chúng ta phải dùng cái layout nào để chúng ta mới bố trí được. Brick, đúng không? À, brick là dạng lưới. Tuy nhiên nó còn có cái này nữa, đúng không? Thì câu trả lời sẽ là gì? Chúng ta có thể kết hợp nhiều layout chứ không phải chỉ có một layout. À, thì bạn nói là cái phần này dùng brick là đúng rồi. À, tuy nhiên ở cái phần này nè, cái layout này chúng ta có thể dùng flow layout, một cái ô test field với kích thước rộng có thể áp dụng ép vô cái component này, và sau đó là một cái band. Gvnl là gì? Là một cái component thuộc kiểu container, đúng không? Là cũng là một cái vật chứa, một cái component để chứa component khác, đúng không? Và nó được phép thiết lập cái gì? Cái layout. Đã là container là phải chắc chắn phải có thiết lập một cái layout nào đó, ha. Như vậy thì chỗ cbn này chúng ta sẽ thiết lập cái layout thuộc dạng brick, đúng không? Và sau khi cái cbn này thuộc dạng add cái layout brick rồi, chúng ta add mấy cái nút nhấn vô, không? Rồi chúng ta đem nguyên cái cbn này sao? Add vào trong cái div frame, được chưa? Còn cái trên này là cái test view rồi, đúng không? Đó. Thì các bạn thấy là ở đây là nguyên cái div frame của mình sử dụng cái layout là gì? Flow này, không? Tuy nhiên cái GBM thì sử dụng cái gì? Brick này, đúng không? Có phải là kết hợp nhiều layer không? À, chứ còn chứ một trong một cái giao diện có thể kết hợp rất nhiều layer chứ không phải là một layer. À. Rồi tất cả những container, ha, cho dù là thuộc dạng top level hay thuộc dạng generation bubble thì tất cả đều phải sử dụng cái đối tượng layout manager để thiết lập cái layout cho cái container đó, ha. Rồi, như vậy thì nếu mà chúng ta không thiết lập á, thì các bạn thấy là GFrame hay là GFlet gì á, thì nó đều dùng cái layout mặc định là gì? Border layout,
không? Mà cái vị trí mặc định, nếu mà chúng ta không chỉ ra cái vị trí của border layout á, là vị trí của nó luôn luôn ở là ở giữa trung tâm. Cho nên các bạn thấy bữa hôm mình ép một cái nút nhấn vô, mình không có chỉ layout nào hết á, thì nó sử dụng border layout mà ở ngay vị trí trung tâm nữa, cho nên ở trung tâm thì các bạn thấy cái vị trí nó to đúng không? Các bạn thấy cái nút nhấn nó to lên, thấy không? Đó. Rồi. Rồi layout manager thì đơn giản ha, nó được ép vào một cái component, mà component nó thuộc kiểu là container ha. Rồi sau đó thì chỉnh cái kích thước của nó vân vân. Rồi, các bước ha, thì chúng ta một cái container, chúng ta muốn thiết lập cái layout cho cái container thì chúng ta sử dụng cái phương thức gì? Set layout. À, set layout. Rồi. Và chúng ta có ba phương thức khá phổ biến, đó là set prefer size, tức là chúng ta set thiết lập cái kích thước tốt nhất cho cái layout. Được không? Rồi. Thứ hai là chúng ta có cái phương thức là set minimum size, tức là set kích thước tối thiểu của layout đó, và set kích thước tối đa của layout đó. À, tối đa tức là kích thước này không được vượt quá, tối thiểu tức là không được nhỏ hơn. À. Rồi. Rồi làm việc với lại layout manager này, khi mà chúng ta thiết lập layout rồi ha, thì một cái giao diện nó chạy, nó sẽ tự động nó gọi cái phương thức bắt. À. Rồi chúng ta không có sử dụng cái phương thức này, mà hôm nay chúng ta sử dụng cái phương thức gì? Set visible để cho hiện cái gì? Hiện cái component, cái container đó lên, đúng không? Chúng ta đi qua cái phần flow layout đi ha. Chúng ta đi sâu vào cái phần flow layout. Thì bây giờ flow layout là sắp xếp component theo từng dòng. Mỗi dòng như vậy nó sắp xếp component từ trái qua phải. Khi mà cái vượt quá kích thước của cái container rồi, tự động nó xuống một cái dòng khác. À. Rồi. Đây là cái giao diện ha. Để tạo flow layout thì chúng ta dùng cái constructor mặc định flow layout, hoặc chúng ta dùng cái constructor flow layout có một cái tham số phía bên trong, đó là cái tham số này là vị trí sắp xếp các component ha. Chúng ta có những vị trí center, tức là flow layout này nó sẽ canh giữa cái container. Left tức là cái flow layout này, cái layout này sẽ canh bên trong, bên trái container. Còn right tức là bên phải, từ phải qua đó ha. Rồi. Flow layout này là nó có ba tham số. Tham số nhất là canh lề á, lề trái, lề phải hay là center. Nhưng mà nó có hai cái phần này nữa, đó là cái phần khoảng cách giữa cái đường ngang và giữa cái đường thẳng đứng. Các bạn có biết khoảng cách này không? Cái khoảng không giữa các dòng á, tạo layout và ép các cái component ha. Rồi, ưu điểm và nhược điểm ha. Ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm là dễ sử dụng ha. Cứ từ bên trái chạy qua thôi, cái gì hết á. Những cái các component là được đặt ở vị trí trung tâm là mặc định, chính giữa mặc định ha. Ra qua uplet, phù hợp cho uplet. Tuy nhiên bất lợi là gì? Khi cái container mà nó bị thay đổi kích thước thì mấy component này nó chạy lung tung hết á. Hiểu không? Rồi thì nó phức tạp. Đối với những giao diện phức tạp thì khó mà dùng cái flow layout này. Ok các bạn, bây giờ chúng ta thử làm một cái demo về flow layout ha. Các bạn mở nét pin lên. Các bạn tạo một cái project. Rồi các bạn đặt tên ha. Ví dụ My Flow Layout. Rồi. Finish. Rồi các bạn tạo cho thầy một cái class, một cái Java class. À, tên là main view. Những mấy bữa trước ha. Rồi. Rồi bây giờ nè. Bây giờ thầy tạo ra cái đầu tiên nè, bước đầu tiên tạo ra cái Z frame.
Nghe là bước đầu tiên là tạo ra cái G frame. Nào. G frame là container, đúng không? Top level, đúng không? Nhưng mà bây giờ thầy tạo ra cái G frame rồi, thầy lại tiếp tục tạo ra cái G band. G band là container luôn, đúng không? Có điều nó thuộc kiểu là gì? Generation bubble thôi, đúng không? À, G band này sử dụng cái Gband này sử dụng cái layout là flow layout, được không? Còn cái Gframe này á, mình không có sử dụng layout thì mặc định nó sẽ là border layout, được chưa? Border layout mình quan sát. Bây giờ mình tạo ra cái hàng này cái, mình tạo ra cái flow layout cho. Ha, được. Nhưng mà rốt cuộc thì mình cũng phải tạo cái Gframe, tại vì Gframe nó là container top level cao nhất, còn Gband là không phải. Ha. Bây giờ mình phải kế thừa từ cái thằng lá gì đi frame cả constructor view rồi. Rồi chúng ta tạo ra gband và chúng ta dùng flow layer. Rồi, container của mình muốn set layout á thì chúng ta dùng cái phương thức là set layout. Như vậy cái Gband của mình sẽ sử dụng cái flow layout. Lưu ý ha, flow layout. Rồi, tiếp tục là tạo các component. Tạo các component. Ở đây thầy sẽ tạo level. Thiết lập kích thước component hay thiết lập nha. Bây giờ thầy cho cái panel nha. Cái panel thì các bạn muốn cho rộng cao bao nhiêu ha? 400.
test field ha, test field thì set new first rồi rồi sau đó cái gì, cái gban, tất cả những cái component này nè, tất cả những cái component là label, button, test field này mình ép vô cái gban nào hay là gframe, ép vô đâu, gban hay là gframe, gban đúng không, tại vì gban nó cũng là một container mà, ép được chứ không. Rồi rồi get add cái gì, cái label trước, em, rồi, sau đó là test field, đó là hai nút nhấn. Rồi. Còn gframe nè. Thiết lập kích thước gframe, size 500, rồi tới đây đi, xong chưa? Rồi tiếp theo nha, cái gframe của mình sẽ ép cái gì vô, gban vô đúng không, tất cả các component đều chứa trong gban rồi thì lấy nguyên cái gban ép vô lên cái frame là get content, là cái này là cái gframe nè, bắt đầu mới ép, ép cái gì vô, cái b vô đúng không, à rồi sau đó get visible tức là hiện cái gframe lên ha, và đóng nó cách thành công ha. Rồi qua hàm main, qua hàm main gọi cái lát này, rồi rồi ha, nó nhỏ là tại vì cái chiều cao nãy mình xét là bao nhiêu nhỉ, chỉ có 10 thôi đúng không, các bạn muốn cho chiều cao nó hơn thì các bạn xét chiều cao nó lớn hơn ha. Ví dụ đây chiều cao set 10 đúng không? Chúng ta set 30 ví dụ. Rồi. Rồi, chúng ta qua cái layout khác, đó là border layout. Border layout thì các component được set, được thiết lập với 5 vị trí ha, đông tây nam bắc và center. Ha, đây là border layout. Thì ví dụ ha, chúng ta sẽ đưa vào những cái component và những cái nút nhấn đi ha. À, nó nằm ở phía bên dưới ha, đó là nam, bắc nam đi ha, à, bắc nam này, bắc này, nam này, được không? Rồi tạo border layout thì cũng vậy, chúng ta tạo ra bằng cái transistor mặc định, hoặc là nè border layout ở dưới 25 số ý nghĩa là gì nhỉ? Cái khoảng không giữa hai cái đường này nè, được không? Còn cái này vertical
và cái khoảng trống của cái đường nằm ngang của những cái vị trí component đó. À. Rồi. Rồi các bạn add component vào thì chúng ta tạo một cái project mới ha. Chúng ta đặt tên là My Border Layout. Rồi cũng tương tự các bạn tạo thành một cái Java class. À, tạo cái Java class. Đặt tên. Nó cũng lặp lại giống như bước nãy thôi. Có điều chúng ta sẽ có khác. Rồi. Này cũng kế thừa từ GFrame nè. Tạo contractor nè. Rồi. Thứ nhất là tạo layout cái đi. Tạo layout. Mình sử dụng border layout. Tạo cái Z-band. Z-band set layout là border layout. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta tạo các component. Tạo component. Thứ nhất là tôi tạo ra các cái label username. Rồi. Tương tự passwords. Rồi. Một cái test field. Cái patch của view. Rồi. Hai cái nút nhấn.